Hello, xin chào mừng tất cả các anh em hồng sư đã đến hoặc là quay lại với kênh của mình nha. Trước khi mình tiếp tục series bên Trung thì mình muốn ghé qua bên Đài một chút để cập nhật một số tình hình cho anh em là bên Đài đã chính thức bắt đầu ra banner Tam Tu La vào ngày hôm nay rồi nha anh em. Bánh kem sinh nhật. Chứ bánh kem thì là từ ngày hôm qua là có, thì là ngày hôm nay ra luôn cả banner của Tam Tu La nè anh em. Đó. Rồi đồng thời là cũng bắt đầu cái chuỗi 100 ngày được nhận tướng. Hồi nãy mình có làm nhiệm vụ hàng ngày sơ là mình cũng chọn sẵn Thác Bạc Vân, là Thác Bạc Vân là con tướng mình chưa có. Mình cần để ví dụ như có những cái sự kiện nào cần Thác Bạc Vân thì mình sẽ cần mình dùng. Rồi tiếp theo là banner thì cũng quá quen thuộc, nếu anh em đã coi bên cái series bên Trung rồi thì mình cũng không nói nhiều nữa. Có các móc quay thì anh em nếu mà cần thì cứ coi lại cái clip đầu tiên mà khi mà mình ghi là server chung bắt đầu banner Tam Tu La đó, anh em có thể lục lại đó coi ha. Mình không nói nhiều nữa tại vì này mình chỉ lược sơ qua thôi. Rồi các cái móc quà thì mình thấy nó cũng tương 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 tự này, chỉ tại theo server á, server mình level 7x đó, thì bây giờ nó sẽ đổi thành code XP thôi anh em nha. Đó, nó có một số thay đổi nhỏ nhỏ thôi. Thì cái móc cuối cùng vẫn là skin ha. Là skin. Hộp này vẫn là thay đổi một chút gì đó thôi ha, chứ không có gì cả. Móc quà y chang nhau. Rồi nó vẫn còn 4 ngày nữa là hết sự kiện về cái banner của cặp vợ chồng này ha. Lấy cái cốt suy biến của áo nha. Rồi bên cạnh đó nó có một cái thay đổi mới mới nữa, mình làm clip cũng đã nói cho anh em luôn là trong cái chế độ đánh này ha, là nó đã cho mình được có một cái chế độ gọi là đặt cược. Cái điểm này nè anh em mình nhận được khi mà mình chơi tham gia mấy sự kiện cực hạn đồ anh em nha, thì nó sẽ cho mình cái xu đó, lấy cái xu đó mình để mình đặt cược. Thì hồi nãy mình có nghiên cứu sơ qua về đội hình của hai người này vô trận chung kết, thì cái người này hiện tại level của họ chỉ có level 75 thôi ha, tướng thì gần nhiều con còn bị thọt. Nhưng mà bên này á, level tới 77 anh em, và tướng thì đầu như là 77 hết rồi. Nó mình thấy là đẳng cấp chênh lệch, cái con ạc này là đang là 1 tỷ 1 1 tỷ 179 triệu nha anh em. 1 tỷ 179 triệu lượt chiến nha. Đó. Còn cái ạc bên này là 1 tỷ 071 triệu. Thì bây giờ mình sẽ đặt cược. Đây đặt cược anh em. Mấy đợt trước có đặt cược nhưng mà mình không để ý cho nên mình không có đặt, hơi hơi uổng, hơi tiếc. Thì bây giờ thời gian đặt cược là còn 15 tiếng nè, trước khi bắt đầu trận đấu nè. Mình sẽ vô đặt cược, mình sẽ đà mình chọn bên này ha. Thì nó sẽ chọn cho mình là chọn, nếu mình đặt 3.000 xu thì khi mình sẽ được nhận được là 150.000 vàng, cho lại 400 cái này thì mình sẽ đặt cược. Mình nghĩ là cái này sẽ thắng level cao hơn ha. Ok, mình đặt 3.000 luôn. Rồi xong, mình đặt cược rồi anh em. Đó, giảm số xu xuống này ha. Rồi bây giờ nếu mà mình win được á thì mình sẽ nhận quà. Rồi vậy thôi. Đó là một trong những cái mà tính năng rất là hay bên Đài nha anh em. Tức là bên Việt mình nó cũng sẽ mở trong tương lai nhưng mà cũng phải nửa năm nữa. Rồi ok. Rồi, một trong những tính năng mình muốn chia sẻ với anh em. Đó, mình thấy họ win mấy trận rất là hay. Rồi. Tiếp theo là cũng mấy tính năng thì anh em cũng đã biết rồi nên mình cũng không cập nhật nhiều nữa. Khoe với anh em đây, tuy là môn đồ nhưng mà đang ở hạng 7 chung cuộc nha anh em. Hạng 7 chung cuộc luôn rồi, 3 trên 3 trận đánh boss này thôi được là hạng 5 ha. Khoe môn đồ. Khoe môn đồ. Yes. Để mình đi cho xong để mình lấy cái vụ mà mình quay tướng anh em, quay là cái gì đây? Còn 1 phút mấy anh em. 1 phút mấy nha. Không biết đủ đây 160. Không biết đủ chưa, nếu không là phải người ta đang quay tướng dữ lắm anh em ơi, đang quay tướng như điên rồi nè anh em. Quay quá trời luôn, cũng có một số người mình thấy ra Tam Tu La rồi nhờ, úp úp Tam Tu La lên tới 6 sao luôn rồi cũng có rồi. Anh em không? Chơi bên Đài ngon ghê không? Không, mình không hề bật cái gì nha. Không hề bật bất cứ một cái chuyển đổi IP hay gì hết á, mà cái pin rất là ngon y như server Việt này nha, y như server Việt vậy đó. Ủa qua mình làm dù hai ngày chưa ta, làm rồi. Bây giờ để xem một triệu 701.000
170 triệu. Mình đang là 170 triệu lượt chiến nha anh em. 170 triệu lượt chiến. Bèo. Môn đồ bèo. Môn đồ bèo. Chưa có đốt pháo bông. Mình sẽ ráng lấy cái cốt siêu biến cho con vũ ám nha. Đợt này tất nhiên là mình cũng đã nói trước rồi là mình sẽ không chơi cái banner của Tamtula để mình chừa vé mình chơi banner của An Ngân nha. Mình đã quyết định rồi. Nếu mà trước khi mà mình biết tới An Ngân á, là mình đã quyết định là mình quay Tamtula. Nhưng mà khi em biết có An Ngân rồi á, thì mình sẽ dồn như tại vì cơ bản á, là ám khí của mình bên này đang rất là ngon anh em. Rất là ngon luôn. Mình đang chuẩn bị lên cái này nè. Mình đang tập trung lên sau cái này. Mình có sẵn luôn ha, thần khí của ám khí luôn nè. Mình đang tập trung build. Bên này rất là ổn định anh em. Đam cũng rất là ngon. Bây giờ mình sẽ lấy An Ngân về, đam còn lên được nhiều lắm. Mình làm xong cái này là mình qua mình sẽ vào chung mình tiếp cái series nha anh em nha. Ở đây xong rồi. Thì để xem mình đang suy nghĩ là mình có nên mua vé giá rẻ không đây nè, tại vì có một cái vấn đề á, nếu mình tiêu kim cương thì mình sợ mình không chơi được cái sự kiện mà anh em phải không cứ ra cái gì sự kiện tiêu kim cương đi rồi lúc đó mình mua vé cũng được. Sự kiện mà anh em phải tiêu 30.000 kim cương trong sự kiện á thì lúc đó mình mua vé luôn cũng được, lúc đó cũng hợp lý. Mình mua luôn rồi xong rồi cái mình mua rồi cái mình tính là mình sẽ lấy cái cốt siêu biến của An Ngân nè. Thì giờ chơi bên Trung biết trước rồi anh em ha, mình có mấy cái cốt rất là ngon đang chờ thôi, chờ nó mở shop mình chơi cái vụ mà mua pháo đốt á. Suy tính lại qua đài mà suy tính, tại vì đài thật sự á tâm huyết rất là nhiều anh em. Mình chơi được tới giờ này là mình cũng rất là nhiều tâm huyết luôn anh em, tù là không nạp nha, nhưng mà cái công sức mình bỏ vô rất là nhiều anh em. Rồi chưa được luôn hả, nó bắt phải quay đó ta, quay hoặc là tham gia gì đó nó mới đủ. Chưa đủ rồi chẳng lẽ giờ phải quay tốn hai vé vậy hả. Men à, thôi quay đại đi nè, đại đi để ám khí thì cơ bản là bây giờ mình ngoại giờ cái ám khí bồ đề huyết nha là mình chưa chưa lên thôi, còn mấy kia mình full hết rồi nè, mình full hoàn toàn ám khí rồi. Thì chúc mình khoe lại cho anh em nha, những anh em nào mà chưa coi qua bên không theo dõi mình bên đài á, để mình nói là mua sơ cái này một sự khoe khoang. Nhưng mà có là công sức ở nền của mình em đây nha, anh em nhìn hai bên luôn nha anh em đó. Đó, mình full sao hết rồi anh em đó, full hết rồi đây nè, qua tam ám nè đó. Mình chỉ rất là tiếc nha, rất là tiếc là mình đã không có thể lấy được hai cái ám khí mới. Mình tiếc lắm anh em, hai ám khí đó thì nếu mà mình mà lấy được nha là thôi luôn á, thật là ám khí mình nó lên một kênh nó gọi là nó phải gấp mấy lần hiện tại bây giờ. Rồi quay nha, mình đang cần thác Bạch Vân để mình đi sự kiện cái nọ rồi ăn ngân. Cũng ăn ngân anh em. Ok à, Diệm à, ê quên lộn à, tự nhiên con Tàn Nguyệt nó Diệm tôi cũng xảy lại luôn. Ok để mình sẵn mình lên sau luôn. Bên này thì mình căn cơ cũng khá ổn rồi anh em. Bên này thì mình đã nuôi con mèo được lên 7 sao và cũng có 2 sao chân thân. Thì bây giờ mình đang chờ là nếu mà nó ê một sao chân thân sự kiện nó nhật ra mình sẽ lấy mấy cái hộp chân thân á. À. Nên mình lên cho nó luôn. Với một việc nữa là mình đang chừa rất là nhiều mảnh đồ cho An Ngân. Đây anh em, mình sẽ có thể mình sẽ chọn mảnh vàng năng đó anh em, mình đã dành sẵn hết rồi, mình chỉ chờ An Ngân nữa thôi, mình sẽ bung lụa. À, bữa nay nhờ mình chơi trước bên kia của mình biết được sự kiện đồ nó cũng đỡ lắm anh em. Đây nè, ngày mai là mình sẽ hốt cái hũ là tam pháo anh em, ngày mai là hốt nè. Nếu ngày mai hốt thì để mình xem coi. Ở này mình khá ổn đây nè, một phần nữa cũng là nhờ bạn đọc cô kiếm giúp mình cái vụ mà mời những người mà quay lại á,
mình nhập cái mã mời của mình đó, mình đưa cái mã mời cho bạn đọc cô kiếm nhập vô mấy cạc lon á, thành ra mình cũng được lên một mớ. Thật sự cũng cảm ơn bạn cô kiếm rất là nhiều nha, cảm ơn nhiều nha ông. À, còn mấy cái này thì chưa có nè, mà thật sự là mấy cái hộp cốt này mình không cần anh em, ngoại trừ hộp cốt số sau này thì mình lấy nè, cái này thì mình cần thật, còn cái mấy cái hộp cốt này thì mình không có cần. Thì thứ nhất là mình nè, à lộn xin lỗi, cái hộp cốt bên này mình mới không cần đây nè, mình nói mình không cần hộp này tại vì đa số là mình không có nuôi mấy con này anh em đó, mình không có nuôi và cũng không có chơi. Cái này thì rất cần luôn tại vì nó có một cái cốt của cốt thứ ba của con gì đó ba tác đông mình chưa có, mà là có cái cốt này nè cũng rất là ngon nè anh em thấy không, còn mấy cái này thì mình có rồi đó. Ok anh em đang quay như điên. Rồi rồi ok, mình giờ mình sẽ qua sẽ quay chung nha anh em, mình đang chờ mình xí rồi ok, để mình tắt cái này nha, rồi mình chuyển qua sẽ quay chung nha anh em, mình chờ mình chút. Mình đang giờ mở cái IP trước, cái chuyển IP. Rồi giờ mình vô game đây. Ok anh em thấy rồi đúng không? Ok, mình đang vô. À. So với đài có thể mình sẽ mua vé giá rẻ cũng được, thì ngày mai dù sao mình cũng có sổ kim cương rồi, sổ cái hũ á, thì chắc nên chút mà trưa nay mình vô mình đánh cự thú này, chắc mình mua luôn 10 vé giá rẻ, mình tích cho được 400 vé để mình ăn cái ăn ngân. Ăn ăn ngân nữa. Lại ăn ăn ngân nữa, ăn 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 không hết nuốt trôi rồi tới ăn. Rồi, qua chung đây anh em ơi. Thấy ăn ngân ngay. Ăn ngân đang chào đón chúng ta ngay từ sảnh. Ok. Bây giờ bên bên đài là mình đã xây dựng một là một cái bệ đỡ về vì cái gì đó ấm khí rất là tốt rồi anh em, cho nên mình không muốn phá cái đó nữa. Rồi cái này 3 4 vé mà 300 kim cương thì nó sẽ lại bị mất cái này, thành ra mình sẽ không mua mất cái vé chơi sự kiện á anh em. Bây giờ mình sẽ mua cái đây, mình lấy thêm cái này nè, mua nè, à chưa đủ, bây giờ mình sẽ kiếm thêm kim cương nha anh em, kiếm thêm kim cương đã rồi mình vô mình mua 18 vé để cái mình tiếp bước mình làm việc thôi, để mình đi chạy vô mình dụ xíu là có thôi. Dòng quay này ok, biết này ra cái gì, cái gì vậy, bấm không được, à chia sẻ anh em một số chuyện vui vui. Hôm nay mình có cài một cái game mà thật sự nó ra đời khá là lâu rồi, không phải là vài năm trước rồi anh em, đó là game cổ kiếm kỳ đàm ba, không biết có anh em nào chơi game đó chưa, nó là game offline nha anh em. À, mình đau giờ lâu lắm rồi, cũng đau giờ từ mấy năm trước luôn, nó có Việt hóa luôn anh em, tiếng Việt, đó là phim, đó là cái dạng game tu tiên á, giống như anh em coi Thế giới hoàng mỹ hay là mấy cái dạng tu tiên á, như là phàm nhân tu tiên nè, chu tiên nè, hay là tiên nghịch đó, nó giống giống như vậy á. Mình chơi mà thấy đồ họa đẹp anh em, không ngờ mấy năm trước nhưng mà đồ họa như vậy đồ là đẹp nha, đẹp lắm. Rồi chiêu thức dạng đúng đúng kiểu như kiếm hiệp luôn á. Mình cũng tính quay clip lại để mà chia sẻ giống như mình chơi game cho anh em coi mà, à, nhưng mà mình nghĩ là mình thì lại rảnh cái nào chơi lúc đó thì thành ra cái series nó lại không có liên tục được, thành ra mình không có quay gì là vậy.
À, bây giờ mình sẽ có lẽ là mình biểu ăn ngân luôn nè, lập tức luôn đi. Ngân lập tức luôn. Ủa dưới này chưa được à? À được nè. Cái đồ hình gì đây? Mình lúc nào mình rảnh thì mình nó chơi chứ chứ nếu mà nó series nó sẽ không ra điều. Thế chơi khá là hay anh em. Nội dung game hay, nội dung game hay. Và đó nó cũng là một cái sản phẩm dịch việt hóa tâm huyết của một cái đội ngũ mà cái web mà hồi trước mình đào cái game đó là cái gì à? Game Á Châu, hội game Á Châu hay sao á. Mà không biết cái nhóm dịch thì là mình xin lỗi là mình không không biết cái nhóm dịch đó tên gì, không phải là từ cái web đó không hay hay là sao mình không biết. Nhưng mà mình thấy dịch hay lắm em, dịch y như là mình coi phim tiên tiên hiệp vậy đó, hay không, là hay, rất là hay nè. Lúc thật sự là mình cũng muốn quay để chia sẻ với anh em chơi, không chơi game nó hay nha, muốn chia sẻ với anh em đó chứ. Mà sợ như mình quay cái series đó thì dụ như mình quay ngày được ngày có ngày không, rồi là 2 3 ngày mới up một lần vậy như đó, nó sẽ đứt đứt đoạn đoạn tại vì mình không có thời gian nhiều anh em. Mình còn đang chơi cái game Ghost Tsumina nè, Ghost Tsumina đó, rồi đang chơi một cái game nữa bắn súng. Cái game bắn súng đó tên là Remnant 2, không biết có anh em nào biết cái game đó không. Rồi ok, bây giờ nói chung là game game mình nhiều lắm anh em, game mình để trong cái ổ cứng để mà chơi á, nhiều lắm. Mình cứ cứ game hay là mình sẽ đào về mình để đó, giờ mình để đó, nhưng mình đào cũng phải mấy năm rồi mình để đó, mình không có thời gian chơi anh em, cứ làm riết thành ra không có giờ chơi game. Hồi mà còn trẻ, hồi mà 20 mấy tuổi đồ là mình chơi nhiều lắm, 10 mấy 20 mấy đó, trời ơi, chơi nhiều lắm. Bây giờ 40 rồi thành ra toàn đi làm không à không có còn thời gian để mà chơi game nhiều như hồi trước nữa. Ok, để vô đây quét cái này luôn, quét con cho anh em coi đây. Nhưng mà mình vẫn yêu yêu mến game như thuở ban đầu rồi đấy mà. À, 40 tuổi hay 20 mấy tuổi hay là mà 10 mấy tuổi gì mình cũng vẫn yêu thích game như như thuở ban đầu em thấy hiện nay em cũng nhận đúng là cuộc sống này có game nó thật sự là một trong những cái thứ giải trí cực kỳ bổ ích anh em, đối với mình là bổ ích lắm nha, tại mình học được nhiều kỹ năng nè, nhiều nhiều rất là nhiều thứ trong game nha, truyện tranh nè, phim hoạt hình, nói chung là những cái tuyệt vời, nó là tuyệt vời anh em à. Kích cái này trước đây. Bây giờ mình sẽ đi bên nào đây đó coi. Cái này đi anh em ha. Cái kia mình đã mở được khá xa rồi. Rồi đi cái này đủ 4 lần nha. Cho ra lấy thêm một mớ thể lực anh em ơi, hết thể lực rồi. Oh, phu phu.
95 được được quét này luôn. Cái con bọ gì nó có bu màn hình tôi vậy trời. Nhìn tao la đi ngon, tao la này kết hợp với này An Ngân này là đi đi bao bền luôn. Ai mà đang sở hữu Tam Tu La, Vũ Tu La với An Ngân nha, An SP này nè, nói thật là chơi rất là lâu bền luôn anh em. Mọi người thấy họ nhà sản xuất họ làm hẳn ra một cái sinh nhật cho Tiểu Vũ luôn anh em ấy. Hồi xưa đến bây giờ có bao giờ có sinh nhật của một con tướng nào chưa? Chưa bao giờ đúng không? Bây giờ họ làm sinh nhật cho Tiểu Vũ luôn, là bây giờ là con cưng sẽ không còn là Tuyết nữa mà con cưng bây giờ là Tiểu Vũ. Không, mà thật sự trong phim hoạt hình mình thích Tiểu Vũ lắm anh em. Tiểu Vũ vừa đẹp nha, mà chung thủy rất là yêu thương Đường Tam. Mình rất là thích cái tính cách đó của người phụ nữ. Rồi được một cái nha anh em, với một cái đó à, An Ngân đi cái khung nó đẹp nha, thế mình đổi luôn nè, khung này cũng hợp nè anh em, thấy không, cái khung nó cũng hợp vậy. Đây nè, đây rồi mình vô mình ô gì đây. À, là bây giờ mình đổi khung luôn. Avatar khung này đẹp nè, đó trời ơi đúng là nữ tính luôn. Đúng nữ tính luôn. Ok anh em, rồi mình vô mình quay thử nha, khi mình có một cái bông hoa nó ra gì. Một là anh em quay hàng ngày khi anh em có một cái, hai là anh em tích anh em quay 10, hai là anh em tích anh em quay 10 kéo dài trong 13 ngày. Thôi mình quay mỗi có quay đi anh em ha. Vậy đi. Rồi. Chứ tích 10 nó lâu, lâu kinh đấy. Rồi. Nói chung là quà toàn là đồ ngon không anh em. Hôm này là hầu như không có rác luôn á. Toàn là đồ ngon không à. Tại vì anh em ha, mới lấy một cái cành hoa đào này thôi là nó khó cỡ nào. Chứ đâu có dễ. À thì chúc mình đi cái này thử nha. Mới nổi không có ăn ngân không đi nổi không. Đánh cái này được 309 điểm anh em, hàng 71. Nói chung là này nè mình full cái này bừa bừa không, hôm qua nhớ anh em nhớ mình nói cái vụ này không, mình biết mình full nổi, bây giờ mình full luôn rồi, dư thừa luôn. Có ăn ngân cái là khác lắm anh em, đi sự kiện đồ nó rất là nhàn luôn anh em. Sướng, nói chung là sướng. À bên này mình không biết có cái gì đó cược không ta, coi coi cược mình cược chơi coi. À đây đây. À, không không có cược anh em ơi, nè có xu nè mà không có cược được, giống như bên đài họ chưa mở tính năng này. Tính năng này bên chung tức là cái server mới này chưa có mở, hay là những cái giai đoạn đầu của cái giải tinh anh họ chưa có mở, chứ chung làm gì mà chưa mở được, bên chung lúc nào cũng đi trước mà. Rồi hốt nay đi cái chị nã cái nè, chạy vô đi chị nã chút. Như vậy á là cái thời gian mà anh em thấy chuẩn bị mà tới sinh nhật á là anh em tích tích khi mà anh em nghe phong phanh là chuẩn bị sắp tới còn 1 2 tháng sinh nhật là đầu anh em tích tài nguyên đi nha, tích vé đồ đi, tích kim cương đi. Sinh nhật một phát là nó nổ banner liên tục sự kiện nè. Rồi anh thấy không, An Ngân tới nè, đủ thứ trời đất này, cốt suy biến, cốt sinh nhật của Tam Tu La nè. Thế như sự việc là mình phải lấy hết rồi. Bên sự việc mình nạp không có nhiều, mình chỉ nạp có 2 gói tháng thôi anh em. Mà mình nuôi ám khí và lẫn mấy con tướng meta luôn. Nhưng mà mình vẫn chơi, mình thấy vẫn sống ổn nè, chưa có bị thọt hay là quá cái gì. Tất nhiên những cái như con tuyết là mình không có chơi, tại vì mình tuyết tuyết là mình nuôi không nổi,
Đó, thành nên bỏ ba tuyết, núi kiếm. Có thể nhiều anh em thấy là tuyết mạnh hơn kiếm đúng không? Nhưng mà bây giờ mình chơi kiếm rồi á, nó thật nếu mà cùng một đội hình, cùng một người chơi mà nuôi công bằng hai con tuyết và kiếm á, thì nếu đi kiếm đam bot hiện tại sẽ to hơn nha anh em. Hoặc là hai người chơi mà xem đồ với nhau á, thì một người nuôi tuyết, người nuôi kiếm, thì kiếm kiếm bây giờ là đang đánh bot sẽ đam to hơn. Anh em biết con kiếm mà năm sao chân thân á, cái đam từ vũ hồn chân thân nó cực kỳ to luôn nha, to lắm. À, hôm nay nó quét tiếp con điệp, cái hồng lực quét luôn không quên điệp rồi. Ok, rồi tiếp. À, hết hết thể lực rồi anh em, lấy bớt thể lực ra đấy, thể lực và tiết kiệm xài chi tiêu tính toán. Cái này đã đủ nè, đủ nè. Ok, lên nè, nó mở được hồng hoàng 3 rồi anh em, còn cái hồng hoàng 4 nữa là xong, là tạm xong ha. Ui xa, hết rồi. Ok, mai tiếp thôi, từ từ quét. Okay, cái từ quét thôi anh em ơi, không gấp được. Cái gì gấp cái đó không gấp được. Boss đây. À, tự động đeo anh luôn hả? Hay. Tự động luôn. Không. Không. Đeo với 5 vạn phí. Cái gì? Mình chẳng biết nó mời cái gì. À, chắc là mời đi để anh em đi truy nã đó. Ủa, uống gì? Không đi được, uống gì? Rồi vô ok rồi, ai vô, ai ai nhanh thì vô rồi. Ô, quên bỏ ăn ngân lên nhà. Quên bỏ ăn ngân lên chỗ ăn ngân 10 sao đẹp không, ăn ngân cái skin đẹp thì cũng nhận cái skin 10 sao đẹp, nhưng mà cái avatar mình lại không thích nha. Mình thích cái avatar của cái skin bình thường, nhưng mà nè, cái avatar nhìn đẹp ghê nè, không đẹp hơn cái avatar kia nhiều. Cái avatar kia nhìn nó giống như bị bệnh. Không nha, cảm nhận của riêng mình nha, nhìn như là bị bệnh vậy đó, một nữ nhân đang bị bệnh. Rồi. Thật ra thôi đi quét hăng thú thôi, quét hăng thú nó không đủ rồi, lấy thêm, lấy thêm. Ơi, lấy hơi nhiều rồi, 3 phút nữa rồi. Bèo quá, cái đợt này mình chơi bèo quá, không lấy được cái đồ chứ, nó mất móc 1.800 lên còn không tới, tệ quá tệ. Trời ơi. Ok, bỏ đợt này đi. Đợt sau mình sẽ chơi cho đàng hoàng. Mấy ngày nữa là chuẩn bị đợt mới rồi.
thép. Ồ, có skin luôn à. Giờ đội hình mình nó ổn hơn anh em, chơi nó sẽ khá hơn. Nhìn dễ thương, hình chibi dễ thương. Ủa? Đi rồi mà. Cái nó nữa à? Ủa hết rồi mà. À nè, cái này mới anh em, cái này mới. Ok. Trời ơi, nhanh liền. Một vé đang nhiêu vé vậy? Ba vé, ok tích vé lại anh em ơi. Vé lại thôi. Ủa, giờ có người bán mì anh nè. Gần 5 giờ sáng. Bánh mì đặc biệt đây. À. Ok, xong hộp nha, xong full mấy cái hộp rồi. Không phải tìm nữa. Cũng hit. Cũng một hit mà thôi. Tính ra level của mình không bị thọt so với level thế giới này. Mình thấy đa số cũng là 52 nhiều, chỉ có một hai người lên 53 thôi. Rồi coi, 255 cái này là. Ủa sao hôm nay mình đánh cái kia thấy 22 nhiều ta? Ôi giờ mình bị thọt anh em ơi. Mắc cỡ mới nói xong. Hôm nay mình đánh cái cực bắc á. Mình thấy 52 nhiều quá. Mình tưởng là mình đang bằng với người ta. Ô ai dè đâu, bị thọt. Người ta đốt dữ quá, đốt thể lực dữ quá. Chịu ơi. À đúng rồi, cái đợt mà cái hộp tích tiền á, người ta đốt thể lực để mà ta lấy kim cương. Đợt đó thì lên cũng lẹ. Mình chịu anh em ơi. Mình mà đốt kim cương chỗ đó là đốt thể lực chỗ đó là mình đói luôn á. Giống như nữ nữ thần cây ấy. Nữ thần tự nhiên Lam Ngưng Hoàng. Ok anh em, rồi hồng hoàng năm vàng tự chọn luôn, ngon. Ok xong rồi đúng không, vô hoàng thú luôn.
Bên sự với chung á, anh em đừng yên tâm, anh em sẽ không có buồn như bên sự việc đâu. Ví dụ như nó có lắng, nó ngừng một vài ngày là bắt đầu event sự kiện tới vù vù, chỉ là không có tài nguyên mà chơi thôi, thiệt luôn. Với bên sự việc mình thì có thể là lắng động tháng trời không có gì, nhưng bên đây là event nhiều lắm anh em, sực vào góc mà. Vậy chơi bên này mà không cẩn thận là gọi là bị thọt, mà thọt thảm ấy nè. Ok, để coi coi. À, mình nói ví dụ 40 nè, mình có quên được mình một thêm hy lực nè. Chà, không biết mình trụ được bao nhiêu lâu quá chứ. Khá căng nha. Hồi nãy mình quay 9 đúng không? Bây giờ mình quay 11 lần nữa. Quên. Quên mất cái vụ này. Là đủ 20. Đấy. À, kể được hay nhiêu đi, chứ giờ nó cũng khó lắm nè. Mua luôn cái lực được đi cái này 18 rồi. 18. Tính toán từng chút. À, 1.400 mấy rồi anh em, chuẩn bị mua 16 vé ha, vô quay hai lượt, kiếp thêm một cái hồng hoàng kia nữa. Tính ra về server Việt anh em lấy cái hồng hoàng đó 10 vạn dễ nè, 15 20 vạn cũng được, tại vì nó mất có 20 rồi nè, bảo hiểm rất là ngon luôn. Để coi 20 anh em lấy 10 cục là 200 đúng không, 200 nè, 40 40 nè. Rồi, ok, cái kia tức từ 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 lên. Cái này thì chịu rồi. Rồi, thể lực nè. Vé. Đó, bắt đầu từ đây là mà có dòng mỹ âm nè. À quên, cái này được chọn. Mình sẽ lấy túi bích bảo. À, tuy là anh em thấy thời gian nó dài. Còn 5 ngày đúng không? Thời gian dòng 7 ngày nhưng mà khó anh em không? Thật sự rất là khó luôn. Phải đốt thể lực nhiều, mình chịu chết rồi. Thể lực mà đốt nhiều là mình thua, cái gì mà đốt thể lực là mình không kham nổi nè. Rồi đâu rồi, đây đúng không? Ok, 1.360 được 16 vé, chính xác luôn, hai gói nè. Rồi lụm. Dùng quay ngựa gấu, 1 2 3. Đẹp quá, cái skin của Tiêu Vũ đẹp thật sự anh em. Ồ, hai cái hộp này nữa. Ok. Ăn bảo hiểm. Ăn bảo hiểm với Hồng Hoàng. Ok, Hồng Hoàng nha anh em. Rồi. Với cái hộp này mình được thêm 800 thể lực, ngon. Hai vé thường với hai vé này là 4 nè. Vé thường mình lên được 7 vé. Cái này sự kiện này còn 2 ngày. 2 ngày. Ok, để mình coi mình tích được chung cư thì mình làm tiếp. Mức 60 để cái hậu cảm nè. Tức là bây giờ mình cần có 1.300 mấy kim cương nha. 1.300 mấy kim cương để mà ngày mai mình quay thêm hai lần nữa thì tuyệt vời. Ơi, ok, ra gì đây? Bây giờ thì mong ra cái gì nhỉ? Ra điệp ha. Điệp. Đờ điệp đi. Điệp. Dễ điệp. Trời ơi, điệp nè, đó, điệp có râu. Điệp có râu từ khi nào vậy? Rồi xong. Xong 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 xong. À, để lên trùng sinh cái đám kia để lên level này.
Nên mà giờ bắt đầu là nuôi An Ngân lên, bây giờ mình sẽ nuôi An Ngân lên kích được cái dòng Hồng Hoàng năm vạn trước ha, xong rồi mình sẽ nuôi tới con tướng khác. Thì bây giờ anh em có nuôi cao mà không có Hồng Hoàng kích nó cũng vậy à, nên em khoan đã, khoan nuôi, anh em phải nuôi đều lên, không phải nào mạnh như một con tướng không được, nó cũng không có được. Anh em ý mà hiểu 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 ý mình đúng không? Thiếu cái Hồng Hoàng này. Nó phải mọi hình nó phải mạnh đều anh em, như đội bóng vậy đó, nó cũng phải cân bằng. Rồi để coi coi, hình như là 7 sao thì phải, ăn ngân phải 7 sao. 7 sao đúng rồi anh em ơi. 7 sao. Vậy là mình phải nuôi tới 7 sao. Căng à, 7 sao không dễ đâu. Đó, quét 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 mệt mòn mỏi luôn anh em. Quét mòn mỏi mà nhanh năng ra giành đi. Bây giờ mình lo quét thôi. Rồi xem coi, UDC hốt một kim cương à, bốn à, mình làm cái gì quên rồi ta, à lên cho này được không? Ok đủ nha anh em, vậy là mình đã max cấp được hết tất cả 6 con tướng theo đúng cái level mình đang có. Mai quét tiếp. Ồ không ngờ con mèo bên này của mình bằng bằng con mèo bên sư qua đài luôn, như sư qua đài chơi lâu hơn nhiều. Mắc cười thật. Ok giấu ra gì đây, rồi trời ơi biết trước luôn, rồi cứ để đi, đi nhiều nhiều mở luôn cũng được, giờ mở nó cũng không cộng được bao nhiêu năm. Tài nguyên hạn hẹp. Rồi xong, hôm nay cũng vậy thôi anh em ơi. À cực bắc, yeah, để mình đăng ký ra anh em. Em chờ mình chút. Lại phải set team nữa. Ai yeah, boss. Rồi à, vũ ám. Xong rồi, đây coi coi à, mình sẽ thay thế vị trí của nó bằng con này. Ok. Tiêu tiêu đâu rồi, tiêu tiêu của tôi đâu rồi, ba con khống hai cái đó, thì hiện tại con này đang khống khá yếu đúng không, khống nó khá là yếu, thì thôi bây giờ mình dùng con thác bạc vân đi, tạm thời vậy đi, rồi dùng thác bạc vân đỡ đi, thì nó khống còn khá là yếu. Mở đủ bốn hồng hoàng đi là mình sẽ cho nó thế vô. Rồi đây là hệ tấn công ha, phân 2 đúng rồi, 1 rồi bây giờ này à đúng luôn rồi. Cái này thiếu cái gì vậy, 7 sao là kích dòng rồi mà hết hồng ngoài 5 vạn rồi à. Ồ tiếc nhờ. Một hai, một hai ok rồi, ngày mai phải chơi một lúc hai ạc tiếp, đẩy xíu ra ngoài tăng điểm. Ok này giữ trụ nè, mà thiệt sự là cũng có quýnh lại ai đâu, trăm qua wow, 20 thế lực không được à, được luôn hả, đủ rồi hả, ô mừng vậy, à hồi nãy được nhận cái thế lực kia, ok đã quá. Ủa chưa đi hết à, chưa đi làm nhiệm vụ luôn, ok chạy cái ra. À, chạy cái này cái rồi mình up clip cho anh em. 204 kim cương.
mai kiếm 1.300 mấy, ngày mai hoặc ngày mốt có hơn 2 ngày. Mình nghĩ chắc sẽ mình sẽ làm được anh em. Mình vô mình quét hậu cảm ghi nọ, ráng kiếm lên để mình lấy được cái hậu cảm của An Ngân, mình đột phá lên luôn. Cái đó mà sau này chỉ có những sự kiện cái đồ mình mới đổi được thôi, mình thường đâu có kiếm được mấy cái hảo cảm đặc riêng của từng con tướng gì. Xong là mình lại qua bên Việt chơi sơ được cái chưa đi cực thú, đi cực thú với đi cực bắc. Mà nói thật á, dù là ngày thứ bảy không có săn boss nha, nhưng mà mình đã thấy ngày thứ bảy nó rất là bận luôn nè. À, có thể với mình bận thôi chứ anh em thì chơi một acc thì nó không bận với mình nè. Đây nè, 4 acc anh em, bây giờ hiện tại là 4 acc rồi. Đài là một, chung là một nè ha, với lại sự việc là hai acc, 1 acc ở bên Khổng Tức Linh 5, 1 acc ở bên một acc bên Khổng Tức Linh 3, với 1 acc ở bên Long Tu Trăm Năm. 2 acc được 8x rồi. Cưng 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 nhìn cưng. Lát tam pháo rồi, không thể làm gì trước đi, còn mấy nhiệm vụ ta, 3 nhiệm vụ rồi, để sao mốt cái này. Hết rồi đúng không? Ok. Rồi, ok, mình up clip ở đây nha anh em. À, hẹn gặp anh em ở clip sau vào ngày mai. Rồi, see you.